Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Trong 30 phút tới đây sẽ là những thông tin được quan tâm trong ngày. Xây dựng hai khu tái định cư cho người dân thôn Làng Nũ và Kho Vàng ở Lào Cai. Sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống đèo Bảo Lộc. Các vụ nổ máy nhắn tin ở Liban khiến rất nhiều người bị thương ở mắt, bác sĩ ngày đêm cứu người. Công an quận 12 điều tra vụ giết người rồi tự sát ở phường Tân Chánh Hiệp. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 9, tỉnh Lào Cai đã khởi công xây dựng khu tái định cư cho người dân thôn Làng Nũ, huyện Bảo Yên và thôn Kho Vàng, huyện Bắc Hà. Đây là hai thôn bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3. Dự kiến hai khu tái định cư này sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Khu tái định cư Làng Nũ được xây dựng tại khu vực Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách thôn cũ khoảng 2 km. Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là 10 hectare, 40 căn nhà sẽ được xây dựng 2 tầng theo kiểu nhà sàn của người Tây kèm theo các công trình phụ. Ngoài ra, các công trình trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện nước cũng được xây dựng, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định lâu dài. Còn tại huyện Bắc Hà, khu tái định cư Kho Thôn Vàng được xây dựng cách nơi ở cũ khoảng 1,5 km. Bà con đồng thuận với vị trí này vì thuận lợi cho việc đi lại cũng như sản xuất, an toàn trong mưa lũ. Khu tái định cư rộng 2,5 hectare và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ dân. Nhà được xây dựng theo kiểu của đồng bào người dân tộc Tày và Mông là hai nhóm dân cư chính tại đây. Sáng nay, Sở Chỉ huy tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ lũ quét, sạt lở đất ở thôn Làng Nũ, Lào Cai cho biết đã tìm thêm được một thi thể nạn nhân mất tích sau 12 ngày tìm kiếm. Đó là cháu L, 1 tuổi, con trai của anh Hoàng Văn Thới, trú tại thôn Làng Nũ. Sau vụ lũ quét kinh hoàng, anh Thới đã mất 5 người thân gồm mẹ, vợ và 3 người con, trong đó đã tìm thấy thi thể 4 người. Cho đến nay, số người chết sau vụ lũ quét Làng Nũ là 55 người, số người hiện còn mất tích là 12 người. Các lực lượng quân đội, công an, địa phương, người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Thời điểm này, cùng với cả nước, đội cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có mặt tại Lào Cai hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả của bão số 3, ghi nhận của phóng viên HTV. Thưa quý vị, đội ngũ tình nguyện viên y bác sĩ của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc và đồng thời là trao nhiều phần quà, hiện vật và tiền mặt cho bà con nhân dân tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, hỗ trợ bà con tái thiết lại cuộc sống. Nước nó lên nhanh quá, cho nên là ngâm nước ở trong đấy là ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong hôm nay thì đoàn công tác cũng sẽ tiếp nhận 500 phần cuối thuốc gia đình của đoàn thanh niên mình bị Chợ Rẫy gửi ra để mà gửi đến bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng kinh phí sửa chữa và xây mới 22 căn nhà với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho các hộ dân bị thiệt hại. Vô cùng cảm động, cảm xúc là được các cái đoàn cũng như là các cái cơ quan rồi các mạnh thường quân đã hỗ trợ cũng như là đã đùm bọc chúng tôi những cái lúc khó khăn như thế này. Với sự hỗ trợ thiết thực kịp thời, hy vọng sẽ có thể giúp bà con sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường. Tối qua, một lượng lớn đất đá sạt lở từ ta luy dương đã đổ xuống đèo Bảo Lộc. Vụ việc xảy ra trong đêm mưa lớn gây ảnh hưởng đến việc đi lại trên quốc lộ 20 núi Đông Nam Bộ với tỉnh Lâm Đồng. Đến 20 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn đội mưa, nỗ lực di dời lượng lớn đất đá sạt lở từ ta luy dương tại km 103+400 trên đèo Bảo Lộc, đoạn quốc lộ 20 qua xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vụ sạt lở xảy ra lúc 19 giờ, rất may khi lượng lớn đất đá đổ xuống một phần mặt đường đèo, không có người và phương tiện qua lại. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, cảnh sát giao thông đã có mặt để phân luồng phương tiện, hạn chế tối đa ách tắc giao thông trên tuyến đường độc đạo này. Hiện khu vực đèo Bảo Lộc vẫn có mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao. Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10 km thuộc quốc lộ 20 là tuyến huyết mạch núi Đà Lạt Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Việc cắt tỉa và thay thế cây xanh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục được đẩy mạnh trước mùa mưa bão năm 2024. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng cho biết đã thực hiện xong đợt 1 cắt tỉa thay thế cây xanh, hiện đang rà soát thực hiện đợt thứ 2. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã cắt tỉa hàng loạt nhánh cây mục,
xử lý nhánh khô, hạ thấp chiều cao của 193 cây và thay thế 2.765 cây xanh hư hại, khiếm khuyết, chết khô. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân không dừng đổ xe, trú mưa dưới gốc cây khi trời có mưa, dông lốc. Đối với các cây xanh do chủ đầu tư quản lý, Sở Xây dựng đã hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật chăm sóc và nhắc nhở các đơn vị thực hiện chăm sóc cây xanh đảm bảo an toàn. Hiện nay, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào thu hoạch lúa thu đông 2024. Tại Cần Thơ, do mưa kéo dài và thiếu máy gặt đập liên hợp nên nông dân gặp khó khăn trong thu hoạch. Lúa chính không kịp gặt bị ngã đổ gây hao hụt lớn. Tại ruộng của anh Đàm Văn Thiện, cuối tuần này thương lái đưa máy gặt đập đến cắt lúa. Trà lúa này lẽ ra thu hoạch từ 5 ngày trước, nhưng vì mưa kéo dài không có máy cắt nên phải neo lại. Mưa gió khiến lúa ngã đổ, giảm khoảng 20% sản lượng. Đúng thời hạn thì lúa mình nó có năng chất nó đạt hơn, còn để lâu thì nó khô trên cây với lại nó đổ ngã, nó lên mọng này kia đâu. Lúa nó, mình cắt nó không có đạt hết đó. Nó còn cái tỷ lệ hao hụt với mà đổ tháo. Nó hiện cho mình cắt bữa 16, 15 gì đó, là tới ngày cắt rồi, tới giờ chưa có máy nữa nè. Nửa mình cho mưa gió nó sụp ngã, lúa chín quá trời chín. Bà con cho biết việc thu hoạch và tiêu thụ lúa phụ thuộc vào thương lái. Họ kết nối với các chủ máy gặt đập liên hợp, quyết định ngày thu mua và cắt lúa. Tuy nhiên thời điểm này lượng máy gặt không nhiều nên một số nơi không kịp thu hoạch khiến nông dân lo lắng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, hiện có hơn 1.600 hectare lúa đã được thu hoạch, năng suất ước đạt 5,3 đến 5,4 tấn trên 1 hectare. Ngay sau đây trong mảng quốc tế, Trung Quốc phát triển hệ thống liên lạc giữa xe ô tô và mọi thứ xung quanh, cải thiện an toàn đường bộ. Chuyển đổi những vùng đất chìm trong bão lũ thành mô hình du lịch thích ứng thời tiết. Vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban tuần qua đã khiến hàng ngàn người thương vong, trong đó rất nhiều người bị tổn thương ở mắt. Các bác sĩ nhãn khoa tại đây đang phải làm việc ngày đêm để cứu chữa cho các bệnh nhân. Thời điểm vụ nổ xảy ra, nhiều người đang nhìn vào máy nhắn tin ở khoảng cách rất gần, do đó tỷ lệ bị thương ở mắt là rất lớn. Bác sĩ Elias Zarade cho biết, mỗi ngày ông chỉ ngủ vài tiếng và dành hết thời gian để điều trị mắt cho các nạn nhân. Đây là một thảm họa. Bệnh viện mắt chúng tôi đang tiếp nhận những ca nguy hiểm nhất. Việc điều trị cho những người bị thương được triển khai trên toàn bộ các bệnh viện ở Liban, chứ không chỉ một số ít bệnh viện như trước đây. Theo thống kê, các vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Liban đã khiến hàng chục người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Các bên đổ lỗi cho Israel thực hiện vụ tấn công, nhưng nước này vẫn chưa nhận trách nhiệm. Trung Quốc đã phát triển hệ thống liên lạc giữa xe và mọi thứ xung quanh nhằm cải thiện an toàn đường bộ và hiệu quả giao thông. Tại tỉnh Hồ Bắc, công ty sản xuất ô tô Đông Phương đã hợp tác với nhà cung cấp cơ sở hạ tầng ICT để thử nghiệm hệ thống mang tên V2X. V2X là công nghệ liên lạc cho phép xe trao đổi dữ liệu với nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm các phương tiện khác, người đi bộ, cơ sở hạ tầng. Bằng cách chia sẻ thông tin, V2X hướng đến mục tiêu cải thiện hiệu quả giao thông, tăng cường an toàn, giảm ô nhiễm và cho phép các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến và lái xe tự động. Trong một cuộc thử nghiệm trên đường, công nghệ liên lạc giữa xe và mọi thứ qua mạng di động cho phép xe phía sau dừng khẩn cấp nếu xe phía trước ngừng tránh chướng ngại vật. Công nghệ này tích hợp xe, bản đồ đường đi và dữ liệu đám mây thành một tổng thể, đồng thời sử dụng dữ liệu tương tác theo thời gian thực để xe thông minh hoạt động an toàn. Hiện thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc có hơn 3.000 km đường thử nghiệm mở dành cho xe thông minh kết nối trong thành phố. Gần 200 công ty đã dần hình thành một hệ sinh thái khép kín về nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng cho xe thông minh. Trong bối cảnh bão Yagi để lại những thiệt hại nặng nề, sáng kiến chuyển đổi những vùng đất chìm trong bão lũ thành các mô hình du lịch là giải pháp thu hút sự quan tâm. Là du lịch thích ứng thời tiết đã được áp dụng tại nhiều nơi trên thế giới, cho thấy tiềm năng của việc thông qua du lịch để khôi phục và phát triển các khu vực thường xuyên bị thiên tai, giúp người dân vượt qua khó khăn. Kampong Ayer của Brunei, ngôi làng nổi lớn nhất thế giới với khoảng 30.000 cư dân, được ví von là Venice của Đông Nam Á. Nước biển dâng, mưa lũ và ngập lụt khiến cho nhà nổi không còn là giải pháp tạm thời mà trở thành mô hình du lịch đặc sắc giúp người dân vùng ngập có thêm thu nhập. Xu thế này xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thiên đường nghỉ dưỡng tại Maldives cũng vậy, một thành phố nổi được xây ngay trên đầm phá san hô. Hiện nay đã có 20 căn nhà đi vào hoạt động và đón du khách tới lưu trú.
Với địa hình này, chúng tôi sẽ tận dụng điện năng từ gió và mặt trời để phục vụ du khách. Tại Hà Lan, nhà thuyền là trải nghiệm mà bất kỳ du khách nào đến đây cũng muốn thử. Thay vì mua nhà trên mặt đất, tôi đã mua nhà thuyền từ năm 2011. Cho đến nay, ngôi nhà của tôi không chỉ dành riêng cho gia đình, mà còn là một homestay của khách du lịch. Trong khi biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thì việc xây dựng các mô hình nhà ở trong bão lũ hay các khu du lịch nổi là một trong những cách thích ứng hiệu quả. Mùa thu hoạch nho để làm rượu vang đang diễn ra trên khắp châu Âu. Các vườn nho ở Romania đã thu hoạch xong sớm hơn một tháng so với bình thường. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng gay gắt làm ảnh hưởng đến chất lượng nho. Chỉ còn lại một vài quả trên cây tại vườn nho này ở thị trấn Sahatini. Chủ vườn cho biết biến đổi khí hậu đã khiến lượng nho thu hoạch giảm khoảng 70%. Họ cũng phải thu hoạch sớm để ngăn hàm lượng đường trong nho quá cao, ảnh hưởng đến hương vị rượu thành phẩm. Chúng tôi thu hoạch tất cả nho trong tháng 8. Do đó có thể rượu vang trắng sẽ không thơm như trước, trong khi vang đỏ thì sẽ đậm đà hơn. Chúng tôi đang cố gắng cân bằng để cho ra những chai vang với hương vị và chất lượng ổn định. Dù đang nỗ lực để thích ứng với biến đổi khí hậu, nhưng nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp rượu vang tại Romania. Thật không may, đây là một năm không thành công với ngành rượu vang của chúng tôi. Rượu vang Romania năm nay sẽ trông như rượu được làm ở những nơi khí hậu ấm nóng và có nồng độ cồn cao hơn. Năm 2023, Romania là nhà sản xuất rượu vang lớn thứ 6 tại châu Âu và lớn thứ 13 trên thế giới. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ giết người rồi tự sát xảy ra tại một phòng trọ ở phường Tân Chánh Hiệp vào khuya hôm qua. Khoảng 23 giờ ngày 21 tháng 9, người dân trong hẻm 113 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nghe tiếng kêu cứu của một cháu bé. Người dân chạy đến thì thấy chị M 42 tuổi nằm trên vũng máu, trên cổ có vết thương. Gần đó là một người đàn ông cũng bê bết máu, bụng có vết thương nặng, đang thoi thóp. Sự việc được trình báo cho công an phường Tân Chánh Hiệp. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người phụ nữ xác định đã tử vong, người đàn ông được đưa đến bệnh viện quận 12 cấp cứu. Bước đầu, công an xác định người đàn ông đã dùng dao sát hại chị M, sau đó tự sát. Chị M thuê trọ khoảng 3 tháng nay, sống cùng hai con nhỏ và làm nghề buôn bán. Còn người đàn ông chạy xe ôm công nghệ có quan hệ tình cảm với chị M, thường xuyên đến ở phòng trọ của nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Công an thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức vận chuyển từ Campuchia về. Công an đã bắt giữ 4 đối tượng thu nhiều giấy tờ giả và tiếp tục mở rộng điều tra. Trước đó, công an đã bắt quả tang Tiền Thị Tuyết Ngân, sinh năm 2005, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đang giao 9 hộp đựng giấy tờ giả cho nhân viên công ty vận chuyển. Cùng lúc, một tài xế công nghệ cũng đến giao cho Ngân 107 túi hồ sơ đựng nhiều giấy tờ giả. Tiến hành khám xét và mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Hữu Thân chuyên nhận các loại giấy tờ giả từ Campuchia đưa về Việt Nam rồi giao cho khách theo danh sách có sẵn. Thân đã thuê căn nhà số 9 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh làm nơi tập kết, đóng gói giấy tờ giả thành bưu phẩm để ngụy trang. Thân chỉ đạo Ngân, Phạm Thanh Linh và Nguyễn Quốc Kiệt đặt giao hàng qua các ứng dụng để chuyển cho khách hàng. Khám xét chỗ ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều giấy tờ giả như bằng cấp, giấy tờ tùy thân các loại, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ. Các đối tượng trên đã bị bắt giữ, riêng Ngân được tại ngoại phục vụ điều tra do mang thai. Liên quan đến vụ tàu hàng đâm tàu cá ở trên biển Côn Đảo khiến hai người dân mất tích mà chương trình 60 giây đã thông tin, sau hơn 2 ngày đêm tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đến trưa nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một nạn nhân. Trong sáng nay, tàu Cảnh sát biển 2011 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục tìm kiếm quanh vị trí tai nạn của tàu cá BV99778TS. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng tìm thấy một thi thể trôi dạt trên biển, tiếp cận vớt thi thể và đưa về bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình. Sau đó, họ trở lại hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và các tàu cá của ngư dân, tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại hiện vẫn đang mất tích. Như đã đưa tin, chiều ngày 19 tháng 9, tàu cá BV99778TS chở theo 14 người xảy ra va chạm với tàu hàng quốc tịch Panama. Sau va chạm, tàu cá bị chìm, 12 ngư dân được cứu vớt, còn 2 ngư dân mất tích. Do khu vực nước sâu khoảng 30 mét, gió cấp 7, giật cấp 8, nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp khó khăn.
Ngày 22 tháng 9, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam một đối tượng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đối tượng là Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1961, ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận đã sử dụng mạng xã hội Facebook để liên hệ tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Nhiệm vụ của Châu là chuẩn bị trải số truyền đơn trong các dịp lễ. Khám xét nơi ở của Châu, công an thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây rối an ninh trật tự. Ngoài ra, lực lượng cũng phát hiện và thu giữ thiết bị phương tiện phục vụ soạn thảo, in ấn truyền đơn, các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có 3 sọc đỏ và tang vật khác liên quan. Công an đang tiếp tục điều tra vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vào sáng nay tại trường đua Đại Nam, tỉnh Bình Dương, các tay đua bước vào trận thi đấu đầu tiên tại giải đua mô tô Việt Nam Grand Prix HTV Series 2024. Sau những màn rượt đuổi hấp dẫn, chủ nhân của các danh hiệu đã được xác định. Tâm điểm chú ý trong chặng đua sáng nay là nội dung xe 2 thì 125 phân khối với số lượng vận động viên đông nhất và quy tụ nhiều tay đua nổi tiếng. Chung cuộc, tay đua Nguyễn Anh Tuấn của đội Phước Trâm Phú Quốc giành vị trí cao nhất với thành tích 13 phút 29 giây sau 10 vòng đua. Nội dung Underbone 150 phân khối, Huỳnh Minh Sang xuất sắc về nhất, hơn người về nhì 0,759 giây. Trong khi đó, tay đua Nguyễn Vũ Phương giành chiến thắng ở cả hai nội dung Scooter 160 phân khối và Sport 150 phân khối. Chiến thuật của em là cố gắng chạy nhanh nhất có thể mà an toàn nhất để có thể không hề xảy ra những cái tình huống mà nó nguy hiểm cho bản thân mình, nhưng mà cũng không quá chậm để đối thủ có thể bắt kịp mình trong những vòng đua cuối cùng. Sau những màn tranh tài hấp dẫn ở chặng thi đấu đầu tiên, 64 vận động viên đang quyết tâm hướng đến chặng đua thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Thông tin cập nhật, báo chí Iran đưa tin một vụ nổ mỏ than do rò rỉ khí ga đã xảy ra tại tỉnh Nam Khorasan. Theo hãng tin Al Jazeera, vụ việc khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, 20 người bị thương, hiện 24 người khác còn đang mất tích. Tai nạn xảy ra gần thành phố Tabas thuộc tỉnh Nam Khorasan, cách thủ đô Tehran gần 550 km. Theo truyền hình Iran, vụ nổ khí metan xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương, làm ảnh hưởng đến hai khu vực của mỏ, nơi có 69 công nhân đang làm việc. Nhà chức trách đã nhanh chóng điều động nhân viên cứu hộ đến hiện trường để tìm kiếm người sống sót. Tổng thống Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cho biết sẽ tập trung nỗ lực cứu hộ, cứu nạn. Nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Những hình ảnh từ vụ nổ mỏ than tại Iran đã khép lại chương trình 60 giây của chúng tôi hôm nay. Các thông tin mới sẽ tiếp tục được cập nhật trong chương trình 60 giây sáng mai lúc 6 giờ 30 phút. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.